Xác định xây dựng nông thôn mới là giải pháp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn bền vững và hiệu quả. Xã Lắc, huyện Lạc Dương đã chú trọng chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, triển khai nhiều phong trào nhằm nâng cao vai trò của nông dân trong đổi mới tư duy làm nông và xây dựng nông thôn mới. Hiện bên cạnh cây cà phê, chè, Arabica được đầu tư theo hướng bền vững, nhiều nông hộ nơi đây còn phát triển các loại rau củ quả theo quy trình nông nghiệp công nghệ cao. Những giải pháp đó đã giúp nông dân thu nhập đạt hàng trăm triệu đồng mỗi hecta mỗi năm. Cuộc sống ổn định đã tạo điều kiện để bà con tham gia cùng nhà nước xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực. Nhà nước đầu tư như ở thôn mình, cái cách xây dựng nông thôn mới thì cũng rất là trang khang, đẹp đẽ. Mà thứ hai, đường xá, giống như nhà sinh hoạt cộng đồng này, đường điện đầy đủ hết. Đối với xã Lát thì năm 2018 là đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới, và trong nghị quyết của Đảng bộ xã nhiệm kỳ 20-25 thì cũng đưa ra là cái phấn đấu xây dựng xã Lát đến năm 2025 là đạt xã chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thì về cái giải pháp, trước tiên là xã phải rà soát tất cả các cái tiêu chí, sau đó là xây dựng các cái kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm cho từng cán bộ đảng viên, từng ngành, từng đoàn thể phụ trách các cái lĩnh vực cụ thể, và định kỳ thì tổ chức là sơ kết đánh giá cái kết quả triển khai thực hiện. Để nông dân phát huy vai trò là chủ thể, là hạt nhân trong xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội nông dân tỉnh Lâm Đồng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia chương trình bằng nhiều việc làm thiết thực. Với những giải pháp phù hợp, 5 năm qua, Hội nông dân các cấp đã vận động nông dân hiến trên 40 hectare đất, đóng góp 244 tỷ đồng, gần 80.000 ngày công lao động, sửa chữa làm mới 886 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 844 km kênh mương, 166 cầu cống. Nhiều mô hình như ngày chủ nhật vì môi trường, vườn xanh, vườn sạch, vườn không rác, trồng và chăm sóc cây bóng mát đường quê, thu gom rác bao bì, chai, lọ, thuốc bảo vệ thực vật, đổi bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng lấy quà tặng, biến rác thành tiền, v.v. đã được phát động thu hút đông đảo sự tham gia của nông dân tỉnh nhà. Rất là mừng khi mà thành phố đã tổ chức được cái chương trình này, và tôi nghĩ rằng sau này là có những cái chương trình nó còn thiết thực hay hơn nữa để nhân dân chúng tôi, thứ nhất là có một ý thức, thứ hai nữa là được bảo vệ môi trường, bảo vệ cho bản thân và cho cộng đồng xã hội, là có một cái môi trường xanh sạch và đẹp hơn. Đặc thù cái sản xuất nông nghiệp ở địa phương xã Hưng Thọ này nó chia cắt nhiều mảnh, nhiều thửa, rồi địa hình của nó là địa hình nói chung là đồi núi, thành ra cái hệ thống giao thông nội đồng nó cũng rất là phức tạp. Từ đó thì nếu mà không nâng cấp những cái đoạn đường giao thông đi vô những cái khu vực sản xuất trọng yếu á, thì nó ảnh hưởng tới cái việc đi lại vận chuyển hàng hóa của bà con. Chính vì vậy thì phát động cái xây dựng cái những cái trục đường giao thông đi vào khu vực sản xuất thì người dân rất là ủng hộ. Trên lĩnh vực sản xuất, thông qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, nhiều mô hình canh tác tiên tiến mang lại thu nhập từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng một hecta mỗi năm xuất hiện ngày một nhiều. Cũng từ phong trào này, các giải pháp liên kết sản xuất tìm đầu ra nông sản cũng được đẩy mạnh. Hiện toàn tỉnh có 66.500 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 33% tổng số hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Ở vườn nhà em trồng mà lưng canh là ví dụ như em lứa này em trồng cây lơ, thì lứa sau em đổi em trồng cải xoăn, rồi lứa sau nữa thì em lại đổi em trồng cần, hoa cầu vồng, các loại cây, cứ cho mình không có để cho nó trồng lặp lại một lần với nhau. Trồng, nếu mình trồng lặp thì nấm bệnh mình chăm nó khó, nấm bệnh nó dễ bị chết cây nhiều hơn. Công ty Mông Thái Dương cũng được nhận cái chuỗi liên kết giá trị từ tỉnh Lâm Đồng, và qua đó thì cũng hỗ trợ các hộ nuôi ong theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp, và công ty thì cũng đóng gói sơ chế theo cái tiêu chuẩn HACCP, và sắp tới thì cũng làm ISO, thì để đảm bảo cho cái sản phẩm từ cái sản xuất, cung ứng đầu vào đến cái vấn đề mà đóng gói cũng như tiêu thụ nó đạt được cái chất lượng cao, để khách hàng nhận được cái giá trị qua những cái sản phẩm mà mình làm ra. Sự nỗ lực đổi mới trong tư duy làm nông đã giúp bà con nâng cao thu nhập, góp sức cùng nhà nước xây dựng nông thôn mới bền vững. Tính đến nay, toàn tỉnh có 107 trên 111 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
trong đó có 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 2 thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.